Chiều nay, ngày 21 tháng 4, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình điểm trường tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã. Dự buổi lễ có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã. Xã biên giới Mường Cai, huyện Sông Mã hiện có 3 đơn vị trường với 3 điểm trường chính, 19 điểm trường lẻ, tổng số học sinh trên 1.800 em, trong đó có 697 em học sinh nhà xa trung tâm trường. Do điều kiện khó khăn về nhà ở bán chú cho học sinh, trường phổ thông dân tộc bán chú cho cơ sở Mường Cai mới chỉ bố trí được 209 chỗ ở cho học sinh. Còn lại, các em phải đi ở nhờ nhà người thân, thuê trọ các nhà dân quanh trường để thuận tiện cho việc học tập nhằm hỗ trợ giáo viên học sinh ở khu vực xã Mường Cai có điều kiện giảng dạy học tập sinh hoạt tốt hơn. Bộ Công an, tỉnh Hưng Yên, con tỉnh Sơn La đã hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm trường tại bản Xia Kia, xã Mường Cai với quy mô 4 phòng học, 2 phòng công vụ, 2 phòng ở bán trú và các hạng mục phụ trợ khác cho học sinh bậc tiểu học, 8 phòng ở bán trú, công trình vệ sinh cho học sinh bậc cho cơ sở, tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng. Nhân dịp này, đồng chí Tráng Thị Xuân đã trao tặng 10 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Cai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển trao 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện Sông Mã.